tục là một siêu phẩm của nhà Mega Fashion. Và Meng tin chắc chắn rằng với tất cả các chị em, khi mà chúng ta đang chờ mong bộ sưu tập mùa xuân thì chúng ta sẽ rất là phân vân đây, khi lại tiếp tục là một cái mẫu váy hoa nhí nữa. Meng Anh thì khá là xao xuyến khi mà nhìn thấy cái mẫu váy này, bởi vì từ form, dáng, từ màu sắc, từ họa tiết, tất cả mọi thứ đều ưng ý luôn mọi người ạ. Cái mẫu váy này có phần là thiết kế khá là xinh. Ở phần thân trên này thì có những cái đường xếp ly chạy dọc phần thân trên, và nối với đó là một phần thắt lưng, thắt eo bản to. Cái này thì nó cố định ở trong váy rồi mọi người nhá. Còn chân váy bên dưới thì lại có xếp ly nhỏ hơn. Từ những cái sự khác biệt trong cái phần xếp ly như vậy, nó tạo nên cái cảm giác là cái mẫu váy của mình nó rất là sinh động. Và khi mà ở dưới xếp ly nó nhỏ hơn ấy, thì cảm giác như là cái phần thân dưới nó dài hơn, chân của mình cũng dài hơn nữa. Thì đây là một cái chi tiết rất là hách dáng cho chúng ta nha. Còn phần tay thì mọi người nhìn nhá, phần tay thì cũng là cái lớp voan mỏng, nhưng mà nó sẽ mỏng hơn là cái phần vải ở phần thân váy, nên là tạo cảm giác nó nhẹ nhàng, nó tinh tế hơn. Cảm giác hơi khi nó bay bay ấy mọi người. Mẫu váy này với phần nền là phần nâu tây này, và điểm xuyết ở đó là những cái cành hoa màu xanh có điểm xuyết hoa đỏ. Thì đây là một cái ở mà nếu như mọi người để ý kỹ nhá, thì còn có cái phần thêu nó hơi chìm ở trên thân váy nữa, có cả ở phần tay áo. Thì đây sẽ là những cái chi tiết mà chắc chắn khiến cho nhiều chị em cảm thấy là mình yêu thích mẫu váy này hơn rất là nhiều. Đây là cái phiên bản mà chúng ta nhìn thấy ở trên móc nhá. Đầy đủ các size luôn mọi người ạ, từ S đến XL. Nên là mọi người cứ yên tâm đi, là dù chúng ta đang ở mức cân nặng như thế nào thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ tìm thấy mẫu váy này với một cái thông số phù hợp nhất. Và mã của mẫu váy này là 9758 mọi người nhé, 9758, để có thể sở hữu một siêu phẩm trong bộ sưu tập lần này. Gọi là siêu phẩm bởi vì chắc chắn là dù có tung ra bao nhiêu mẫu, số lượng là bao nhiêu thì chắc chắn cũng sẽ hết thôi. Thế nên nếu như mà mọi người thích thì phải nhanh tay nhá. Mình nghĩ rằng là sau clip này số lượng cũng không còn lại nhiều đâu. Và hy vọng rằng các chị em sẽ trở thành những người may mắn có thể sở hữu mẫu váy này của Mega Fashion nhá. Và Mình sẽ quay trở lại với thật là nhiều mẫu váy khác nữa.